chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm sữa bí đỏ dành cho người gầy. Đây là một trái bí đỏ hồ lô, mình cắt làm đôi. Các bạn mua bí đỏ thì các bạn mua chung quanh nè, nó màu xanh gọi là bí hai da, thì bí dẻo và ngon. Đó, nhìn chung quanh này nó là màu xanh, gọi là bí hai da. Và đây là nửa trái bí đỏ mình đã gọt sạch sẽ, mình rửa sạch sẽ rồi. Bây giờ ta bắt đầu thái bí đỏ. Ta bật bếp lên để cho nước sôi. Bây giờ nồi nước của mình đã sôi rồi, mình bắt đầu hấp bí đỏ. Mình thả vô một cái khuôn này trước, và mình thả vô cái vị này, bắt đổ bí đỏ vào ta hấp. Bây giờ thì bí đỏ của mình đã chín rồi, mình hấp 20 phút bí đỏ mình chín rồi. Bây giờ ta bắt đầu để cho nguội rồi ta xay. Bây giờ thì bí đỏ của mình đã nguội rồi, ta bắt đầu bỏ bí đỏ vào trong cối ta xay. Mình bỏ bớt ra, nó nhiều quá mình bỏ bớt ra. Ta cắt vào đây một bịch sữa tươi không đường. Mm-hmm.
Các bỏ tất cả là 100g sữa đặc. Ta bỏ sữa đặc lên, ta tráng cối các bạn và các cháu ạ. Bây giờ thì ta bật bếp lên, ta đun cho khi nào bí sôi lăn tăn là được, tại vì bí của mình đã chín rồi. Trong khi mình nấu bí mình phải quậy ở dưới cái đáy chảo lên các bạn và các cháu ạ, không thôi nó sẽ bén nồi. Và bí của ta, cái sữa bí của ta bắt đầu sôi lăn tăn, ta bắt đầu tắt bếp. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ bí đỏ của ta đã nguội rồi, ta bắt đầu múc vô ly. Nếu mà nhà bạn nào và cháu nào không có cái cối sinh tố thì ta có thể nghiền bằng cái thìa, nghiền qua cái rổ, nghiền qua cái rây, cái rổ này mà cái rây cũng được, mình cái rây thì nó mịn hơn. Nếu các bạn mà muốn ăn ngọt thì các bạn cho thêm đường. Còn không có ăn ngọt thì các bạn cho sữa vậy cũng được rồi. Mình làm nửa trái bí hồ lô. Nửa trái bí hồ lô mình cân được 400g. Và hai gói sữa tươi không đường và 100g sữa đặc ông thọ, mình làm được 2 ly. Và đây là một chút xíu nữa mình ăn thử. Các bạn, nếu các bạn và các cháu không muốn ăn sữa tươi nhiều thì các bạn có thể là luộc bí xong rồi lấy cái nước luộc bí xay. Chứ còn nếu mà xay một gói sữa thì nó đặc quá không xay được. Còn mình hấp thì mình không có nước bí. Mình hấp thì nó không có nước bí cho nên mình bị xay 2 gói sữa. Còn các bạn thích không thích ăn sữa tươi nhiều thì các bạn luộc bí xong rồi lấy cái nước luộc bí xay bí. Và bạn nào và cháu nào không có cối sinh tố thì ta bỏ trong cái rây ấy, ta lấy cái muỗng ta nghiền. Mình hấp 20 phút là nó rất là mềm. Mình xay nghiền rất là dễ. Cái này có thể cho em bé ăn được cũng được. Và tiện đây thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn là
Có những bạn hỏi mình như vậy: cô mua vani ở đâu? Cô mua vani, hộp sữa chua màu giấy nến và khuôn bánh lăng ở đâu? Thì cô xin trả lời rằng giấy nến và màu thì mình mua ở chỗ dụng cụ làm bánh. Cái nghĩa là cái chỗ nào mà họ bán dụng cụ làm bánh như là khuôn bánh lăng, rồi cái ly để bán trà sữa trân châu, đủ thứ để làm bánh, thì giấy nến có bán ở đó và màu bán ở đó. Còn khuôn bánh lăng, khuôn bánh lăng thì ở trong hàng dụng cụ gia đình, còn vani thì trong hàng tạp phẩm. Tạp phẩm nghĩa là hàng đường sữa ở ngoài chợ mà các quán đều có bán. Vani thì rẻ lắm. Có cháu hỏi cô rằng: cô ơi, con không có vani thì làm sao? Nhưng mà bánh bông lan thì phải có vani, chứ nếu mà không có vani thì nó tanh mùi trứng. Và mình nặn chanh vào, mình nặn chanh thì vào thì nó cũng là thơm, thơm thơm mùi mùi chanh, nó làm cho trứng không có tanh nữa. Còn có cháu hỏi rằng: cô ơi, con không có lò nướng thì sao? Thì mai mốt cô sẽ hướng dẫn một cái clip là làm bánh bông lan bằng chảo chống dính. Còn hộp sữa chua thì mình cũng mua ở trong hàng dụng cụ gia đình. Còn còn có cháu hỏi rằng bánh bông lan hấp bằng nồi cơm điện có được không? Thì cô sẽ trả lời cho các cháu là nồi cơm điện thì phải nồi cơm điện đa năng thì mới hấp được, chứ còn nồi cơm điện thường thì không hấp được. Cô thì cô chưa hấp bao giờ hết, nhưng mà cô nghĩ là đồ nồi đa năng mới hấp được, chứ còn nồi thường là không hấp được. Còn bạn nào và cháu nào muốn mua dụng cụ làm bún thì các bạn và các cháu cứ để lại tin nhắn, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu mua, là cho số điện thoại của cái người bán ấy, để các cháu mua. Và có mấy cháu hỏi cô rằng như vậy: cô ơi, con vẫn thắc mắc chữ hồng lựu là gì? Cô xin trả lời cho các cháu như vậy, là hồng lựu là tên thật của cô, còn Ngọc Nguyễn là cô lấy cái clip Ngọc Nguyễn thôi. Nhưng tại sao lúc nào cô cũng phải đề là hồng lựu? Tại vì cô sợ rằng cái video của cô nó trùng với người ta, cho nên cô phải đề là hồng lựu. Nếu cô làm video trùng với người ta, cô làm hướng dẫn làm sữa bí đỏ tại nhà mà người khác cũng làm hướng dẫn sữa bí đỏ tại nhà, thì cô ra sau là cô bị lỗi bản quyền. Cho nên lúc nào cô cũng phải đề hồng lựu, là mình không có trùng với người ta. Và có cháu là yêu cầu cô cài nhạc cho nó vui, thì cô nói rằng cô không cài nhạc được. Tại vì bữa trước cô có cài nhạc thì cô bị hai video, video cóc ngâm và video làm kem phần 3 là cài nhạc trùng với người ta, cho nên là cô bị lỗi bản quyền. Và cái video đó thì không có lấy tiền được, cho nên là cô không tải nhạc nữa. Từ đó cô không tải nhạc nữa. Và kỳ này thì mình ít lên video là cũng có lý do riêng của mình. Nhưng mà mình nói ra đây thì mình cũng ngại, tại vì video của mình thì nó cũng đang bị sự cố, và nó có nhiều lý do khó nói lắm, cho nên là mình ít lên video kỳ này. Thì các bạn nhiều khi cứ mong chờ video của mình, nhưng mà kỳ này thì mình ít làm video. Vậy là ta đã hoàn thành sữa bí đỏ. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công.